Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì vừa về một số mã hàng, em sẽ lên cho anh quay video trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Rất nhiều những cái mã hàng mới trong video hôm nay, giá rất tốt và rất dễ mua nhá. Các bác cùng đón xem video nhá. Rồi em đi nhanh vào những cái mã hàng đầu tiên. Mã đầu tiên thì đây, về tiếp tục cho bác đó là cái dòng móc khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa có nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhá. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác một cái sản phẩm hàng cũng mới tinh tình luôn, đó là cái rũa cưa nhá, rũa lưỡi cưa. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái rũa lưỡi cưa, em báo giá luôn là 30.000 một cái rũa này. Đấy, 30.000 một cái cây rũa chuyên dùng để các bác rũa lưỡi cưa nhá, rũa lưỡi cưa. Cái rũa này sẽ có thông số là 200mm, tương đương với lại là 20cm. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 20cm. Đây, cái mặt rũa nó đây nhá. Đấy, nó sẽ gồm rất nhiều những cái đường xước, đường dọc này. Đấy, để về các bác rũa, rũa chuyên để các bác rũa mài lưỡi cưa nhá, rũa mài lưỡi cưa. Đó, nhiều bác có hỏi em bảo là có cái rũa lưỡi cưa không, thì đây. Đấy, về một cái lô hàng này, số lượng ít đâu, không nhá, không có nhiều đâu, chắc vài chục cây thôi. Thì em cũng báo giá nhanh bác luôn là 30.000 một cái cây nha. 30.000 một cái cây rũa lưỡi cưa nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là rũa lưỡi cưa. Đó là 30.000 một cây. Một cây này thì cái chiều dài rũa của nó vào là 20cm nhá. Đấy, 20cm. Cả phần cán này cầm thì nó rơi khoảng tầm 30 các bạn. Đó, rũa lưỡi cưa về để các bác mài rũa những cái con cưa nó bị cồn ấy. Đấy, thì các bác mua cái con này về để các bác rũa lại những cái lưỡi nó sẽ sắc hơn, dùng ok hơn. 30.000 một cây rũa lưỡi cưa các bác nhá. Bóng đèn thì hôm nay em về nhiều mã bóng đèn lắm cơ, nên là các bác nhớ mà xem kỹ giúp em nhé. Các bác ưng cái mã nào thì nhớ giúp em nhé, vì bóng đèn thì em về đợt này là nó đều có số quát hết nhá.
ở trên trên này nó đều có số watt này, thì bên em sẽ bán theo cái bóng gọi là xeo cái tên gọi của nó sẽ theo số watt luôn nhá. Đấy, ví dụ như cái con tem nó cầm con này là 15W này, còn cái con này thì em đây, con này của nó là đi 15. Đây, con này của nó là 10 này. Đấy, 10 này. Đấy, sẽ có mã bóng 10W, 15W, bóng 40 này, bóng đĩa bay này, một số mã thì em sẽ đi vào quay chi tiết luôn. Em sẽ báo giá từng mã một luôn nhá. Con này là con bóng LED 10W này, sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, về nhiều bác rất hỏi cái mã bóng 10W có không thì đây. Về cho bác cái bóng 10W này, về các bác lắp ở nhà vệ sinh này, phòng tắm này, rồi là những cái chỗ nào mà không cần quá nhiều ánh sáng, các bác xài con này cho em, lắp ở ngoài cổng, ngoài đường, ở cầu thang cũng ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng bóng đèn 10W nhá. Đấy, bóng đèn 10W. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10.000 một cái quả bóng đèn 10W thôi, chỉ có 10.000 một quả thôi nhá. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Con này là 10W này. Là 10.000 một bóng nhá các bác nhá. 10.000 bóng. Còn cái con 15W này. 15W này thì sẽ có giá là 15.000. Đấy, tính là số watt cho các bác dễ nhận biết nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 15W nhá. Bóng đèn 15W, giá của nó sẽ là 15k. 15W là 15.000 nhá. 15W là 15k. Đó, công suất là 15W đây. Sử dụng điện 220. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Về các bác sử dụng lắp vào cái đuôi phổ thông thì mình ok thôi. Đó. Con này công suất là 15W nhá. Giá của nó bên em đang gửi các bác là 15.000. Còn con 10W thì đang bán là 10.000. Đấy, thì các bác cứ suy từ số công suất sẽ ra số tiền luôn. 10W 10.000, 15W 15.000 các bác nhá. Đây, tiếp là bác xem độ sáng này, con này khá là sáng nhá. Khá là sáng đấy. Đấy, con này em đang quay ở trên cái máy quay thôi chứ còn các bác mặt đầu ngoài khá sáng quá nhá. Đấy, sáng lắm. Đó, con này là 15W này, rất là sáng này. Đấy, thay cái bóng 10W là cho bác coi luôn này. Test luôn các con 10W này. Đấy, về có cái những cái đuôi xoáy mình xoáy mà xài thôi mà. Đơn giản, dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, đây. Đấy, con này là 15W đây này. Đó, con này 15W các bác nhá. Nói chung khá là sáng đấy. Rồi nó xài là quá ok luôn. Đây, con này 10W này. Đấy, 10W thì nó sẽ tối một chút. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Đấy, loại nào thì cứ báo đi em. 10W 10.000, 15W 15.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bóng B2, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán một combo là 5 quả 10.000 và các bác mua lẻ một quả thì giá sẽ là 5.000. Đấy, nói chung là các bác nếu mà các bác dùng nhiều thì cứ nên mua theo combo 5 quả một. Đây. Nó là cái bóng đèn nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V, nó có tích hợp sẵn cái chân USB này. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, các bác cắm vô cho em. Đấy, và các bác cấp trực tiếp vào nguồn 220. Đấy, là bóng sẽ sáng, có thấy rồi, rất tiện dụng nhá. Đây. Đấy, rất là hay. Về các bác làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn trang trí này. Đấy. Rất là tiện. Đấy, nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V nhá, tích hợp sẵn là cái chân USB đây rồi. Về cứ có cái cục sạc điện thoại ấy, nhà mình ấy mà đang bỏ không, cắm vào cho em. Là cắm vào điện 220, cấp nguồn cái là nó sáng lên, có thể thôi, rất dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đó thì bóng B2 này sẽ bán nó combo là 5 quả 1 nhá, 5 quả 1. Giá của nó sẽ là 10.000 cho combo 5 quả bóng B2 nha, là 10.000 quá nhá. Là 5 quả nhà là 10.000 này. Đấy, tính ra vào có 2.000 quả thôi, giá quá bèo luôn. Và nếu mà các bác nào dùng ít, mình mua một quả xài ít cũng được thì giá nó sẽ cao một chút. Một quả bên em đang ở bác là 5.000. Một quả như này là 5.000 nhé. Còn các bác lấy nhiều, lấy được combo 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Mua ít thì chấp nhận giá cao một chút, còn nếu các bác mua nhiều mua combo giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, phụ kiện luôn đó là cái dòng vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nhà thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6, cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh, em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà.
đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn đây con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn. Nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào đấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm, thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt với nhá. Tiếp tục em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây là hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây thì em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp nó rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhá, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này. Dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha được rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành các bác, về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa. Đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá.
và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi. Thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá, đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xà luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đi đây, lên luôn cho bác, đó là cái hộp giòn cao su 200 cái nhá, 200 cái giòn cao su này em báo giá luôn, giá cực kỳ hạt rẻ luôn, giá cực kỳ dễ mua luôn, 40.000 một cái hộp này. Đấy, giá gọi là giá bao giá thị trường luôn. Các bác đi check tất cả các loại trên thị trường không bao giờ có cái giá 40.000, giá siêu tốt, hàng là hàng thanh lý công ty rất xịn sò ok với nhá. Một hộp này sẽ gồm có 200 tiết này. Đấy, có tất cả các loại kích cỡ khác nhau từ to đến nhỏ nhá. Đấy, từ to đến nhỏ này, cỡ nhỏ nhất của nó là 6 x 1.9 này, và cỡ lớn nhất của nó là 30 x 3.1 nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 200 chi tiết, 200 cái giò và tất cả các loại kích cỡ khác nhau trong một hộp nha, đựng trong chiếc hộp mà chia đều từng ô một luôn nhá, nó phân chia rõ ràng luôn. Đấy, không có cái nào lẫn với cái nào, nên khi mà các bác lấy, các bác tìm, các bác làm nó rất là dễ tìm, dễ làm luôn, dễ kiếm luôn. Đấy, trong một chiếc hộp nhựa rất đẹp ok này. Đó, mà giá thì cực kỳ dễ chịu, dễ mua, 40.000 nhá, 40.000. Lên mã em sẽ cái hộp 200 giòn cao su 40k một hộp nhá, 40k một hộp. Đấy, rất ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế video của sản phẩm, con này nó ứng dụng trong rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, các bác cùng coi này. Nhiều lúc em đảm bảo nhà anh em bị dò dỉ nước, đi mua gioăng ở ngoài họ không bán đâu, vì nếu mà họ bán cái gioăng này thì làm sao mà bán được vòi nước nữa. Mà với cái hộp như này dùng bao giờ mới hết, vòi nào chẳng vừa, nhiều nhưng em đảm bảo đủ hàng cho anh em, thiếu một cái thôi cứ tìm em mà bắt đền. Hộp gioăng này làm từ cao su tổng hợp, chịu dầu, chịu axit, chống các loại kiềm, chịu được nhiệt độ cao. Em thử đốt cho các bác xem đây này. Đấy, như này có mà dùng 10 năm nữa cũng không hỏng ấy. Em còn dùng hết lực kéo nữa luôn ấy, đau hết cả tay mà nó không đứt nổi. Mua hộp này quá lời cho các bác rồi, giá em để siêu dễ chịu. Em đảm bảo. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chỉ có 40.000 thôi, sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Những cái giòn ở trong ống nước các thứ này, rồi những cái phớt phiếc các thứ là các bác rất là cần cái giòn này, nhưng mà đi ra cửa hàng kiếm không có đâu. Đấy, chỉ các bác mua cái hộp này về là có luôn này, hộp 200 giòn cao su nhá, 40k một hộp luôn. Và tiếp theo là một cái sản phẩm mới mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo râu cổ điển nhá. Cái này thì em vẫn để cho bác cái mức giá rất dễ mua là 30.000 một cái này. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo xanh. Đấy, bàn cạo hộp xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển đều được. Đấy, bàn cạo xanh nhá, bàn cạo xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển 30.000 nhá, 30.000 một cái chiếc bàn cạo râu cổ điển như này. Đấy, hộp của nó màu xanh thì em hay gọi là cái bàn cạo râu xanh. Đấy, con này hàng của thương hiệu Sever, một trong những thương hiệu chuyên về cái đồ cạo râu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, đây bên trong nó sẽ gồm có là một cái thân dao này, kiểu thiết kế theo dạng cổ điển này. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác cao tuổi nhìn phát là biết luôn. Các bác muốn mở được, các bác xoáy cái đuôi cho em ra. Đấy, thì nó sẽ mở ra. Đấy, và các bác cho dao lam vào đây, cho dao tem đây, sau đó các bác xoáy nó lại, siết nó lại. Đó, ok. Đây này, có cả chữ của hãng này. Đấy, rất là ok nhá. Con này bằng kim loại nhá, toàn bộ thân thiết có thứ bằng kim loại luôn, cầm nặng trịch. Đấy, đi kèm bên trong có cả dao tem và thứ đầy đủ luôn. Và nó có một cái hay nữa là một cái gương. Ở đây nó có một cái gương này để các bác có thể soi các nhá. Đấy, tiện là các bác có thể soi luôn. Đấy, soi ngon lành luôn này. Đấy, rất ok các nhá. Đấy, dùng xong mình lại vệ sinh sạch sẽ, mình lại bỏ trong hộp, rất ok. Có cả cái hộp này rất là sang trọng lịch sự nhá, đẹp chất lượng luôn. 30.000 một cái nhá. Cái lên mã giúp cho em sẽ là lên mã giúp em sẽ là bàn cạo râu xanh hoặc là bàn cạo râu kiểu dạng cổ điển đều được, là 30.000 nhá. 30.000 một cái bộ nhá. 30.000 một cái, đi kèm có cả hộp hiếc các thứ đầy đủ luôn, là 30.000, rất là đẹp luôn nhá. Đó, nhiều bác cũng rất thích cái dòng này. Về các bác cứ mua dao tem lắp vào là cạo thôi, nó khá rất tiện đấy. 30.000 một cái này. Sản phẩm tiếp theo thì đây, về cho bác một cái mã kìm cắt rất hay. Đấy, nó nhỏ xinh này, đấy, nó khoảng tầm một bàn tay em này. Đấy, cho bác về cắt dây điện, cắt đóm này. Nhiều bác hỏi cái mã kìm cắt này lắm nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì em vô tình lướt thì em đặt được cái lô này, rất là đẹp luôn. Hàng vẫn còn mới thôi nhá. Đấy, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty, còn mới keo. Đó, có cả lò xo trợ lực luôn này. Cái này thì khá là sắc nhá. Em cắt chiều này, em cắt dây điện là thứ cắt ngon cực đây.
Đấy, cắt cho bác cái dây nhựa này, cái dây nhựa này khá là dày này, cái dạng dây nhựa cói này rất dày, con nhìn này. Đấy, tạch cái ăn luôn nhá. Đấy, em chập đôi luôn này, chập đôi rất là dày luôn này, cắt cho bác coi này. Đấy, đó thấy không, rất ngon. Cái này về các bác cắt dây điện dây thép thoải mái luôn, mà nó rất là nhỏ nhá, các bác mang đi mang lại làm nghề cũng khá là tiện luôn đấy. Đấy, thích các bác thích sự nhỏ gọn là con này đúng bài luôn. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Đấy, cứ bấm phát là ăn ngay này, đó thấy không. Đây, đó bấm phát ăn ngay, rất ngon lành luôn nhá, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cắt sắc lắm, cực kỳ ok. Đấy rồi, có lò xo trợ lực nha. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm vàng nhá, kìm vàng. Cái mã kìm vàng này thì em báo giá luôn, giá mà em đang gửi bác là đi 30.000 một cây nhá, kìm vàng. Đấy, kìm vàng cắt đó, kìm cắt vàng, kìm vàng đi, cứ lên mã nha, sẽ là kìm vàng đi, 30.000. cái này nó màu vàng thì tôi cứ lên mã kìm vàng cho nó đỡ nhầm mã nhá, tại nó nhiều mã kìm đó. Cứ lên mã là cái cây kìm chuôi màu vàng nha. Đấy, kìm cắt nhá, chuôi màu vàng, 30.000 một cây này, cắt bao sắc các bác luôn, mà nhỏ gọn dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, các bác cắt dây điện, dây đóm, dây thép, dây kiếc nào, quá ngon lành luôn. Đấy, làm thợ làm thuyền ok luôn. 30.000 một cây này, kìm vàng nhá, cứ lên mã nha, sẽ là cây kìm vàng. 30.000 một cây. Đây, đó, hàng đẹp chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ để các bác nạp từ này, khử từ này. Đấy, dùng cho những cái đầu tô vít các thứ này. Đó, cái này thì khá là hay nhá. Nó sẽ có đầu cộng này và đầu trừ. Các bác muốn nạp từ thì các bác cho vào cái này, các bác xoay. Đấy, cho cái đầu tô vít đây các bác xoay. Đấy, xoay vài vòng nó sẽ nạp từ. Còn các bác muốn khử từ thì các bác cho vào cái đầu trừ này. Đấy, các bác cứ xoay này, xoay tròn cho vào, các bác xoay tròn để cho nó khử từ đi. Đó thì cái này em bán cho bác là 10.000 một cái này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để nạp từ, khử từ nhá. Đấy, nạp từ, khử từ. Nạp từ đấy, nạp từ, khử từ này. Giá của nó sẽ là đi 10.000 một cái này. Đấy, 10k thôi. Đấy, bán giao lưu cho bác thôi nhá. Chứ thực ra cái hàng này không có lãi đâu. Em bán cho bác thêm rồi cho các bác có cái mua. Đó, 10.000 một cái này các nhá, 10.000 một cái này. Dụng cụ để các bác nạp từ, khử từ cái đầu tô vít nhá. Đấy, dấu cộng đây, muốn nạp từ thì các bác cho vào cái vòng xoay ở giữa này. Đấy, cho vào các bác quay tròn tô vít này. Đấy, còn các bác muốn khử từ thì cho vào cái chỗ hở bên trên này. Đấy, nó có dấu trừ thì cho đây để các bác khử từ đi. 10.000 một cái này các bác nhá, 10.000 một cái thôi. Nó cũng rất là hay. Đấy, rất là cần. Ví dụ như là các bác muốn, nhiều khi các bác không muốn dùng từ, các bác cho muốn khử đi. Còn ví dụ như là từ nó yếu, các bác muốn nạp thêm thì các bác cho vào đây. Các bác quay cho nó nạp thêm từ vào cho nó hút vít các thứ và rất là hay nhá. Nạp từ, dụng cụ nạp từ, khử từ nhá, 10.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ của cái dây bơm này. Nhiều bác cứ hỏi em là có cái dây bơm để mà thay cho những cái bơm này không. Đấy, vì nhiều bác mua là cái dây bơm chẳng may nó bị hỏng ấy. Thì các bác cứ hỏi em là có cái dây bơm bán lẻ không thì đây. Đấy, có dây bơm bán lẻ về cho bác luôn. Hoặc các bác có thể mua về thay những con bơm ở nhà mình nó bị hỏng dây. Đấy, các bác mua cái dây về cho em để các bác thay nhá. Đây nó có sẽ gen xoáy vào này. Đấy, có gen xoáy. Còn đây bên này nó có cái đầu bơm nó cố định rồi. Còn cái này về các bác xoáy vào cái thân bơm mà nó bị hỏng dây, các bác xoáy vào cái thân bơm cũ như mình là xong, có thế thôi. Đấy, về các bác xài sử dụng nhá. Dây thì nó là dòng dây siêu bền chịu lực rồi. Đấy, chống gập các bác cứ bóp cho em thoải mái này, thả ra cái này về bình thường. Đấy, dây bơm rất là bền luôn nhá. Đó, dòng này thì rất là bền. Cái này thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm nhá. Đấy, dây bơm. Dây bơm thay thế này. Đấy, dây bơm thay thế. Dây mã này thì cái này thì em đang bán bác là 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái. 20k. Trên một cái dây bơm nha, 20k một cái. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm này. Dây bơm thay thế nhá. Đấy, dây bơm để các bác thay thế cho những cái bơm nó bị hỏng. Những cái bơm nó bị hỏng dây thì các bác mua cái dây này về các bác thay vào có thế thôi. Là 20.000 một cái nha, 20.000 một sợi dây nha. Là bao gồm là có cả đầu đĩa các thứ đầy đủ luôn nhá. Về các bác chỉ việc xoáy vào cái dây, tháo cái dây cũ ra, xoáy cái dây mới này vào là các bác xài thôi. Ở đây nó có đã có sẵn đầu đĩa các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, đầu bơm xe đạp, xe máy, bơm cả bơm bóng các thứ luôn này. Đó là 20.000 một cái sợi nha. Đó thì đây, ngoài ra thì đây quay luôn bác, đó là cái mã bơm tay vàng các nhá, bơm tay vàng của Stanley Japan. Con này em bán khá là nhiều. Đấy, nhiều bác chắc biết là không rõ là cái dây bơm đấy ở đâu đây. Đấy, cái dây bơm nó ở đây này. Đấy, nhiều bác là mua bơm về nó các bác chẳng may làm hỏng dây đấy, thì các bác mua cái dây đấy về các bác thay vào đây này. Đấy, còn một cái con bơm hoàn chỉnh em đang bán đây. Con này là bơm tay vàng nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan. Đấy, sẽ có phần đồng hồ đo áp suất này, rồi là phần thân bơm, chân bơm, đế bơm, rồi là phần ti bơm này. Đấy, tay cầm để các bác dặn nhá. Con này các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, thậm chí các bác bơm ô tô con thoải mái cho em luôn. Đấy, ép cực kỳ là căng nhá, ép rất căng, vào hơi rất nhanh, mà bơm cực kỳ nhẹ nhá. Các bác nhìn thấy cái ti bơm này rất là to luôn, ti bơm nó to lắm. Đấy, và rất chắc chắn, êm cực kỳ.
lượng hơi ra khỏe đều quá nhá. Đó, về các bác xài sử dụng sắm sửa bơm xe đạp xe máy ô tô thì mình là quá ok luôn. Con bơm này thì em gửi các bạn, em báo giá bác luôn. Con bơm tay vàng này bên em đang gửi bác là các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng này thì đang có giá là 170.000 cho một chiếc bơm tay vàng nha. Đấy 170k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng. Đấy, 170k một chiếc thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, hợp lý, chắc chắn lắm. Thiết kế bằng thân kim loại này, hàng hiệu Stanley Japan nhá. Đó, Stanley Japan, đây có nhìn phần chân đế này, thiết kế cực kỳ chắc chắn, rầm rã, nồi đồng cú đá, hàng Nhật này yên tâm về chất lượng rồi. Dùng siêu bền bỉ, chắc chắn chất lượng. Và con này em bán khá là nhiều. Đấy, về các bác bơm sử dụng xài gia đình con này là hợp lý luôn. Đây. Đấy, bơm tay vàng nhá, bơm tay vàng. Stanley Japan 170k một cái nhá, 170k một cái. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua dây bơm để thay thế thì đang bán với bác là 20.000 một cái dây bơm nha. Đấy, 20.000 một cái dây bơm để thay thế nhá, 20.000 một sợi. Mã hàng fix dẹt này. Đấy, tiếp tục hôm nay hàng lại về nhá. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác luôn là 10.000 một chiếc nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là fix cắm chân dẹt màu vàng trắng này. Đấy, fix cắm chân dẹt màu vàng trắng. Chân của nó sẽ là chân khâu đồng nhá. Đấy, có nhìn này, chân khâu đồng cực kỳ dày luôn. Đấy. Đó thì cái con này là đợt này em về được cái lô này nó cũng rất là hay, là nó xoay được này, cái chân nó xoay được. Đấy, nó xoay được ví dụ như là những cái ổ cắm mà những cái dạng mà ổ cắm chéo như này này. Đấy, những cái dạng chân cắm chéo này là nó vào ngon lành luôn. Đấy thì các bác xoáy theo đúng cái chiều của nó. Đây, ví dụ đây các bác xoáy theo đúng cái chiều nó là nó khớp vào luôn. Đấy, ví dụ nha. Đấy là nó khớp vào luôn này, rất là ngon nha các bác nhá. Đấy, fix cắm thì chân đồng rất dày và cực kỳ ok để các bác cắm các nhá. Giá thì là 10.000. Đấy, bữa trước bác nào mà đang hỏi thì hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh cho em vì cái hàng này bán nó rất là chạy, cứ về đến đâu hết đấy, nên các bác tranh thủ chốt mua luôn cho em nhá. 10.000 một cái này, fix cắm chân dẹt nhá. Đấy, fix cắm chân dẹt 10.000 một cái. Đây, về thì các bác mở cho em cái nắp này ra này. Đấy, xong rồi bên trong nó có cái cực đấu dây vào, có thể là cắm xài thôi. Đấy, dùng những con fix cắm chân dẹt này, các bác cắm nó không bị tèo ổ nhá. Và ví dụ đặc biệt là các bác nào hay dùng những cái ổ điện Nhật, dùng con chân dẹt này cắm là rất hợp lý luôn. Đó. À, đây này, 10A này, 10A 250V. Dòng này nó dòng nhựa cao cấp, chịu tải, rồi là chống cháy, chống va đập tốt nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn, xịn sò ok luôn. 10.000 một cái nhá. Tiếp theo thì ở đây, lên luôn cho bác đó là cái lô bóng B2, cũng rất nhiều bác hỏi cái bóng này. Đấy, về các bác có thể làm bóng đèn chiếu sáng này, bóng đèn ngủ này, bóng đèn dạng bóng đèn mini. Đây em bật lên cho bác coi, nó cũng khá là sáng nhá. Đấy, khá là sáng luôn. Các bác dùng làm khá là nhiều những cái kiểu chiếu sáng khác nhau. Đó, đây, khá là sáng luôn. Hoặc là dùng làm bóng đèn ngủ ok thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bóng này là bóng B2. Mã của nó là vẫn mã như cũ, bóng B2 này. Bóng B2. Cái sản phẩm này bên em sẽ bán nó combo là 5 quả một nhá. Đấy, 5 quả. 5 quả với mức giá sẽ là đi 10.000. Đấy, 10k. Còn nếu các bác lấy một quả thì giá nó sẽ cao hơn. Một quả thì bên em đang gửi bác là 5.000 một quả nha. Đấy, lấy lẻ một quả nha. Thì là 5.000. Còn các bác mua theo combo 5 quả 1 thì giá nó sẽ rẻ hơn. 5 quả 1 thì bên em sẽ bán cho bác mức giá là 10.000. Đây. Đấy, ví dụ như này này, là 10.000 này, 2 4 5 quả luôn. Tính như là vào có 2.000 một quả thôi. Con này nó đây nó có chân USB này. Về các bác cứ có cái ổ điện mà có USB như này. Đó, các bác cắm trực tiếp cho em, cứ cắm một cái là sáng thôi. Đấy, cứ cắm một cái là sáng luôn, là không cần để các bác rút ra, rất tiện dụng ok nhá. Đó. À, bóng B2 nhá, bóng B2 5 quả. 5 quả nhá. 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 5 quả bóng B2 này là 10.000. Còn các bác lấy một quả bên em tính bác là 5.000 nhá, một quả tính 5.000. Đây, quay tiện qua luôn bác cái ổ điện U3 này. Ổ điện U3 này thì nó có cả cổng USB này, có cả ổ cắm điện luôn này. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhá. Về các bác cắm các thiết bị điện vừa phải là ok. Đấy, ba cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại này, hoặc là các bác cắm cái bóng này vào là nó cũng sáng ngon lành luôn này. Đấy, và những cái cổng để các bác cắm điện này. Đấy, cổng này các bác cắm điện chân dẹt chân tròn cắm hết luôn. Ngoài ra nó có thiết kế một cái công tắc an toàn, lúc nào thì mình dùng thì mình bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho em. Đấy, rất là ok, rất là an toàn ok luôn. Đấy. Cái ổ điện này thì hàng của Thái nhá, hàng của Thái đây. Hàng của Thái này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U3. Mã sẽ là U3 nhá, U3. Giá của nó sẽ là 50.000 một ổ này thôi, chỉ có 50.000 một cái. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 50.000. Lên mã cho em sẽ là ổ điện U3 nhá, 50.000. Còn là bóng B2 thì bán combo là 5 quả 1, 5 quả là 10.000. Lấy một quả là 5.000 có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã Vit V1 này, cũng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Cái cây này thì bên em cũng đang gửi bác giá thì nó cũng rất là bình dân thôi,
10.000 nhá, 10.000 một cái cây vít V1 này. Đấy nó nhỏ nhỏ này, đây nó nhỏ nhỏ khoảng tầm hai ngón tay của em nhá. Đấy nhỏ nhỏ anh Sinh. Các bác bỏ trong túi quần này, mang đi mang lại rất nhẹ nhàng, vứt cốp xe. Lúc nào cần cái mình có cái mình xoáy luôn. Con này sẽ có hai đầu nhá. Một đầu chân dẹt và một đầu chân ba ke để các bác xoáy đủ các mọi thứ luôn. Đấy, các bác có thể đổi đầu vị trí, đổi đầu qua đi qua lại rất ok luôn. 10.000 một cây nhá, 10.000 một cây. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mã sẽ là cây vít V1 đi. Đấy, vít V1 nhá. Cái này em lên mã sẽ là vít V1 này. 10.000 nhá, 10.000 một cái cây vít V1 này. Đấy 10.000 một cây. Giá rất là rẻ, bình dân có hai đầu luôn, rất là hay nhá. 10k một cây. Nhỏ nhỏ xinh xinh này nhưng mà có võ nhá, rất chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, đó là cái siêu phẩm mũ da ông già nhá. Thì hôm nay hàng tiếp tục về. Đấy, chất liệu là bằng da, rất đẹp luôn nhá. Về các bác đội, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa đông rồi. Các bác đội ra ngoài rất ấm luôn. Đấy. Các bác thích đội kiểu mũ ngắn thì các bác cụp cái này vào để các bác đội này. Đấy, lên form dáng rất đẹp luôn nhá. Đó. Đặc biệt là các bác tầm tuổi già, tuổi trung niên đội cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn các bác muốn ấm thì các bác gạt cho em cái phần chùm này xuống này. Đấy, gạt cho em cái phần chùm tai này xuống là ok luôn. Đấy, giá thì em thông báo luôn nhá, thông báo luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mũ da ông già nhá, mũ da ông già. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 60.000. Đấy, mũ da ông già nhá. 60.000 một cái chiếc mũ da ông già này. Đấy, đầu cỡ khoảng tầm 59-60 là đội vừa khít thoải mái luôn. Đây. Đấy, rất đẹp đây. Lên form lên dáng cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, rất ok. Về các bác đội cực kỳ đẹp. Đây cho các bác xem mấy cái ảnh người mẫu nha em đội này. Trong này nó lót một cái lớp nỉ này. Các bác đội mùa đông là rất là ấm luôn này. Đấy, trong nó lót một lớp nỉ nhá. Đội mùa đông là cực kỳ là ấm luôn. Đấy, rất là xịn sò ok nhá. Đây các bác cùng xem hình ảnh thực tế khi mà đội này. Đấy, lên form rất là đẹp nhá, nhìn rất là trẻ trung. Đấy, mũ da chống nước này, trong lót nỉ nhung ấm này. Đấy có thấy không? Đội lên không? Đấy, các góc mặt người mẫu chụp này, rất đẹp luôn nhá các nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy có thấy không? Chi tiết đội lên nhìn rất là ok. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. 60.000, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái mũ sản phẩm là mũ da ông già. Đấy, mũ da ông già. 60.000 một cái này, cũng nhiều bác hỏi lắm. Đây này, đấy, phần này có cả phần cúc khâu đồng này. Tạo điểm nhấn rất đẹp luôn. Đó, 60.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về táo đỏ này. Đấy, táo đỏ hàng của Hàn Quốc nhá. Rất là xịn sò ok. Quả cực kỳ đều to đẹp. Đấy, về các bác trong cái thời điểm này bắt đầu đang vào cái dịp giáp Tết rồi. Đấy các bác ngâm rượu này, rồi các bác mua về có thể là trưng yến này, rồi là hầm thuốc bắc các thứ này. Đấy, cái này nấu khá nhiều món. Đấy, đặc biệt là các bác nào tiểu đường này, cao huyết áp này, dùng cái này cũng khá là tốt luôn. Đây, quả rất là to và đều nhá. Đấy, quả to rất đều. Hàng táo khô chín tự nhiên trên cây luôn các nhá, chín tự nhiên trên cây luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, hàng này bên em đang bán một túi như này là 70.000 nhá, 70.000. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cây túi táo khô nhá, cái túi táo khô 70.000 nhá, 70.000 cho một cái túi táo khô nhá. Đấy, về các bác sử dụng rất nhiều món luôn, ngâm rượu, trưng yến, hầm thuốc bắc, các bác ăn trực tiếp luôn được, cái này cũng có thể ăn trực tiếp luôn nhá. Đấy, ăn trực tiếp luôn rất ok. Đấy, về ăn trực tiếp là cứ thế là mình sử dụng, mình lấy ra mình ăn thôi, không cần phải nấu nướng gì cả. Hoặc nếu mà các bác muốn nấu nướng thì mình có thể là hầm, hoặc là trưng yến, hoặc là ngâm rượu. Cái này ngâm rượu ngon lắm, cái này em cũng ngâm mấy bình từ Tết năm ngoái cơ. Đấy, ngâm mấy bình uống rất là đậm, mà thứ hai là uống nó dễ uống, uống êm, uống ngọt, dễ uống nhá. Đấy, cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy thì đợt này bắt đầu là nó giáp Tết nó với lại có hàng lại. Đấy thì em lại lấy về bán cho bác nhá. 70.000 một túi nữa các bác nhá, 70.000 một túi này. Hàng táo khô Hàn Quốc nhá, quả đều to, chất lượng các bác nhá. Sau thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cho bác đó là cái con vòi nước đôi này, lên đã em sẽ cái vòi nước đôi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Con vòi nước đôi inox 304 này. Đấy, rất đẹp, chắc chắn này, toàn bộ bằng inox 304 nhá. Đây, su 304 này, phần tay gạt này. Đấy, rồi là phần van xoáy này. Đấy, đây. Đấy, đầu ra này. Đấy, lõi của nó sẽ là lõi khóa đồng luôn nhá, khóa đồng sáng choang luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Về các bác bắt vào những cái gen 21 rồi các bác sử dụng ra thôi. Cái con này hay của sản phẩm này là các bác vào, đấy, vào nước thì khi mà nước nó ra thì nó sẽ ra được hai đường, và hai cái đường này là nó sẽ có hai cái khóa độc lập riêng biệt luôn. Là các bác xài cái khóa nào thì các bác mở cái khóa ra nhá, còn nếu các bác không xài thì mình có thể đóng lại nhá. Hai khóa nó độc lập riêng biệt luôn, không liên quan gì với nhau nên là rất là tiện. Đấy, về các bác lắp ví dụ là một cái đường nước ra chỗ này, một đường nước ra chỗ kia. Đấy, lúc nào mà mình dùng cái đường này thì mình mở ra, lúc nào mình dùng cái đường này mình mở ra, không dùng thì mình đóng lại cho em nhá. Đấy, nó rất là hay, nó không bị ảnh hưởng những cái đến cái đường nước khác nhá. Đấy, nó một ra hai,
và nó có hai cái van khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng rất ok, chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Inox 304 và bên em đang gửi bác một cái mức giá thì siêu bình dân, siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi nhá, cái con vòi đôi inox này, đấy, vòi đôi inox 304, vòi đôi nhá, 1:2 này. Đấy thì giá của nó chỉ có 60.000 một chiếc thôi, 60.000 một cái con vòi đôi inox 304 này, 60.000 một cây. Đấy sẽ có là hai một đường nước vào và hai đường nước ra nhá, hai đường nước ra là sẽ có khóa độc lập riêng biệt từng đường một luôn, nên là các bác xài đường nào thì các bác mở đường đấy ra là các bác xài thôi nhá. 60k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là vòi đôi inox 304, 60.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì có luôn đó là cái mã vòi đơn. Đấy, vòi đơn hay còn gọi là vòi nước V21 nhá, vòi nước V21 này, con này thì cũng inox 304, dòng này thì toàn bộ của nó là inox M nhá, inox M đây, có nhìn này, inox của nó sẽ là inox M, nên là nhiều khi nhiều bác hỏi là sao cái inox này nhìn lạ thế, nó là dạng inox M nhá. Bình thường là các bác hay nhìn những dạng inox bóng ấy, nhưng mà đây con này dòng này nó là sử dụng cái dòng inox M. Inox M thì nó sẽ bền hơn các bạn, bền màu nó không bị xỉn nhá. Đấy, không bị xỉn đó, bình thường là những cái con inox bóng các bác hay dùng bị xỉn, nhưng con này dùng rất là bền màu đó. Đây đấy, nó là cái màu inox thật luôn nhá, màu inox thật nên nó dùng rất là bền màu. Ở đây phần tay gạt rất nhẹ nhàng ok này. Phần gen này, đấy, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen 21, và con này nó sẽ có một đường ra, nó gọi là vòi đơn, tay gạt rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đấy, khóa rất là êm ru nhá. Em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái vòi đơn nhá, hoặc là vòi nước V21 được. Đấy, vòi đơn hoặc là vòi nước V21 nhá. Vòi đơn này thì hiện tại em đang gửi bác là giá của nó sẽ là đi 50.000 nhá. Vòi đơn là 50.000. Còn cái mã vòi đôi thì đang gửi bác là 60.000, thì các bác cứ lấy mã nào được, toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì rất là phải chăng rồi. Bình thường các bác mua cửa hàng những cái con vòi này, bình thường như một cái vòi đơn ít các bác mua khoảng tầm 70 cho đến 100.000 một cái. Đây bên em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Vòi chắc chắn dày, chất lượng lắm. Đó, vòi đôi là 60, còn vòi đơn là 50 nhá. Tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái mã củ chia nước này. Đấy, lên mã giúp xem sẽ là cái củ chia nước nhá. Cái củ chia này thì về để các bác lắp vào những cái đường nước nhà mình. Đó, ví dụ như là các bác lắp vào một cái đường nước mà nó muốn chia ra làm hai thì các bác lắp cho em cái củ này vào. Gen của nó thì cũng là gen 21 nhá, gen 21 này, đây, gen này, ba gen là gen 21 nhá. Thì cái đường này của nó sẽ được đường nước vào này. Còn lại thì sẽ có hai đường ra nhá. Đấy, hai đường ra. Và cái hay của sản phẩm này là nó sẽ có một cái khóa đây. Đấy, cái khóa này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa tăng giảm áp lực nước cũng như là khóa đóng nước lại nhá. Đấy, trong tình trạng ví dụ như là các bác cần sửa chữa, đấy, các bác muốn khóa nó lại thì thay vì các bác phải chạy ở đầu nguồn các bác khóa thì các bác khóa trực tiếp ở cái phần đầu này luôn thì sẽ khóa trực tiếp lại và các bác có thể sửa chữa thoải mái nha, không lo nước nuôi bị văng vãi của các bác đỡ phải chạy đi chạy lại nó mất công. Đó thì các bác mua cho con này về. Nó gọi là cái củ chia nhá, hoặc là cái van chữ T. Đấy, củ chia hoặc là van chữ T đều được. Cái này thì cũng là inox 304 luôn. Đây, su 304 nhá. Cái này thì tại em đang gửi bác cũng mức giá là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T đều được nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T. Van chữ T nhá. Van chữ T hoặc là củ chia nước. Củ chia nước này. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá. Cũng là inox 304. Đó, 50.000 một cái. Một đường nước vào và sẽ có hai đường nước ra và sẽ có cái khóa tổng ở đây cũng như là tăng giảm áp lực nước nhá. Đấy, các bác muốn khóa thì các bác khóa vào, và các bác muốn tăng giảm áp lực nước thì các bác điều chỉnh vào cái núm xoay bên trên em là xong. 50.000 một cái nhá, củ chia hoặc là van chữ T đều được nhá, 50.000 một cái. Tiếp theo thì cũng là một cái mã hàng liên quan về cái vấn đề linh kiện điện tử này, hỗ trợ hàn nhiễu thứ này gì đây. Đó là cái bộ dụng cụ để các bác hút hút thiếc nhá. Đấy, hút chân thiếc các thứ rồi thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác muốn vệ sinh sạch sẽ cái mũi hàn trước khi các bác hàn thì các bác mua cho em cái dụng cụ để về các bác hút thiếc nhá. Đấy, nó gọi là cái dụng cụ hút thiếc. Đó, thân của nó toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn. Đấy, và đây là phần xi lanh này. Các bác chỉ việc ấn xuống cho em. Đấy thì nó sẽ khớp vào cái phần cò này và bắt đầu các bác muốn hút thì các bác ấn vào đây. Đó là sẽ bật cái ti lên nhá thì nó sẽ hút vào nhá. Hút vào cái lực hút rất là khỏe luôn. Đây em bấm này. Đấy, có thấy không? Đấy, em bịt tay vào cái là nó không thể ra luôn, nó rất là kín. Đấy, phải thả tay bắt đầu nó bịch ra nhá, nó rất ok. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn xuống này. Đấy, sau đó các bác dí vào cái chỗ các bác mối hàn các bác cần hút thiếc này, bấm cho em cái. Đấy, rất ok, cái lực hút rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn luôn, cái phần ti cái thứ là nó cũng chắc chắn nhá. Đó, đây bấm cái tụt ra luôn. Đấy, đây bấm cái ok luôn. Đấy, hàng này của nó hàng bãi nhá, mới nguyên vỉ luôn đi nha. Đấy, hàng bãi hàng hãng đàng hoàng luôn, rất xịn sò ok. Giá thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn,
Bữa trước đang bán bác là 50.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây hút thiếc nhá. Đấy, cây hút thiếc đang gửi bác là 30.000 các bác nhá. 30.000 một cái cây dụng cụ để các bác về hút thiếc nhá. Vệ sinh mối hàn, chân hàn cho nó sạch sẽ nhá. Đó, hút thiếc nhá. Ấn xong phát này, các bác dí với cái phần mối hàn này. Bấm cho em cái này. Đấy, hút phịch cái này xong. Rất ok. Vệ sinh sạch sẽ mối hàn trước khi các bác hàn nhá. 30.000 một cây thôi. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái eto kẹp mạch nha. Đấy, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Em báo giá luôn, bên em gửi bác một cái eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ này là 40.000 một cái kẹp eto này nhá. 40.000. Cái này thì về các bác kẹp những cái đồ dạng đồ nhỏ ấy. Đấy, đồ nhỏ, đồ như ví dụ như là linh kiện điện tử ấy, rồi là những cái đồ dạng linh kiện nhỏ. Đấy, các bác ví dụ tay các bác cầm thì các bác run thì các bác cho đây các bác kẹp vào. Đấy, các bác kẹp vào đây. Và cái con này là nó là dòng eto eto kẹp di động nhá. Eto kẹp di động thì các bác có thể kẹp ở đâu cũng được. Đấy, kẹp ở chỗ bàn làm việc của các bác để các bác hàn này, rồi các bác di chuyển các bác kẹp ra những cái chỗ mà các bác cần sử dụng thì các bác có thể tháo ra. Đấy, sau đó là cái chỗ nào mà nó khớp vào nó vừa thì các bác lại kẹp nó vào, xoáy nó lên kẹp nó vào. Và cái phần trên này thì các bác kẹp ví dụ kẹp những cái đồ linh kiện này, pin biếc các bác kẹp vào đây. Đấy, ví dụ như này em có những cái viên pin nó nhỏ nhỏ này, bình thường các bác cầm tay thì các bác rất là khó hàn các thứ này, thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, các bác nới ra nhá. Đấy, các bác nới ra đây. Đấy, đây sau đó các bác cho nó vào đây các bác kẹp. Đấy, để các bác hàn, ví dụ hàn những cái chân pin các thứ này, rồi là những cái chân chân con linh kiện các thứ. Đấy, bình thường là các bác cầm tay nó run. Đấy, các bác cho đây các bác kẹp nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kẹp và các bác siết vào là đứng yên như này luôn. Đó, để các bác hàn hiếc các thứ này, rồi là sử dụng các bác những cái dạng linh kiện nhỏ. Bình thường là những cái con kẹp eto to nó rất là cồng kềnh, các bác mua cho cái con kẹp này về rất là hay. Nó chỉ có 40.000 thôi. Lên mã cho em sẽ cái eto kẹp mạch nhá, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Đấy, giá của nó thì sẽ là 40.000, hoặc là lên mã cho em sẽ cái eto nhỏ, eto 40.000 được, eto mini. Đấy, bảo bán cho tôi cái eto kẹp mạch eto mini ấy. Đấy thì bên em sẽ biết luôn là 40.000 một cái nhá. 40.000 một cái eto kẹp mạch linh kiện nhỏ là 40.000 một cái nhá. Đây, đây em cho bác xem cái anh em đang kẹp này. Đây nhá, đây ví dụ như cái bàn làm việc của bác đây nhá. Đấy thì các bác sẽ kẹp vào đây, nó chắc khư luôn nhá. Và cái phần trên này ví dụ như là có những cái đồ nhỏ thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, ví dụ như là những cái con diode IC, rồi những cái phần mạch bảng các thứ là các bác kẹp vào đây. Rồi là những các bác sử dụng những cái dạng nhỏ rồi. Đấy thì các bác cho đây các bác kẹp nhá, nó rất là hay, nó dạng mini thôi. Nó nhỏ nhỏ nhưng xinh thôi, bằng khoảng tầm bàn tay cho em thôi này. Đó, thì các bác siết vào nhá. Đây nó có cả cái phần, đây là cái phần cái vòng xoay này thì để nó siết, là siết cái phần dụng cụ bên trên thì các bác siết nhá. Còn cái phần bên dưới này của nó này, nó là cái phần cạp vào những cái ví dụ như là những cái phần cạnh bàn, rồi là những cái phần cạnh giá các thứ giờ để cho nó chắc chắn để các bác kẹp vào nhá. Con này khi mà kẹp vào chắc chắn lắm. Đây, các bác dây thoải mái luôn, không ra đâu. Đó, rất chắc chắn luôn. Đó. Đó đây cái sản phẩm này hiện tại em đang gửi bác là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Nó nhỏ nhỏ xinh đi. Đấy, khoảng tầm bàn tay em này. Đó, đây. Đây luôn nhá. Đó, 40.000 cái, khá chắc chắn mà khá là tiện luôn. Về các bác kẹp những cái đồ linh kiện nhỏ rất hợp lý luôn. 40.000 nhá, 40.000. Kẹp eto kẹp mạch nhá, linh kiện nhỏ 40.000 một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên em về thêm cho bác một cái ít mã pin, đó là cái pin 9V, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã pin 9V này này. Đấy đây. Về thêm cho bác cái mã pin 9V này, cái pin 9V này dùng khá là nhiều những thiết bị đã sử dụng cái pin 9V này. Đấy, ví dụ như là mic hát này, rồi là những cái thiết bị điện tử cũng khá nhiều thiết bị nó dùng cái pin 9V này. Đấy, thì các bác mua cửa hàng thì nó hơi khó, thì mình có thể mua online. Thì bên cửa hàng hiện tại anh em đang bán cái mã hàng này, đó là cái mã pin 9V nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã pin 9V này là 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên cái pin viên pin 9V nhá. Đây đó, 9V này, đó pin 9V nhá. Đây hai đầu nó này, mới nguyên siêu luôn. Đó, một viên này là 10.000 nhá, pin 9V là 10.000. còn nếu mà các bác muốn xài cái pin 23A các nhá, 23A 12V. Đấy, 23A 12V thì cái pin này là cái pin ví dụ như các bác hay lắp ở điều khiển từ xa nhá, remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị cửa cuốn rồi thì nó hay xài cái pin này này, pin 23 12V này. Đấy, thì các bác mua cho cái pin này. Cái pin này thì hiện tại bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 các bác nhá, 10.000. Đấy thì hiện tại em đang có hai cái mã pin nhỏ nhỏ con này. Thì là một mã là pin 9V. Đây, đây, mã này là mã pin 9V này. Đó thì là 10.000. Và cái mã nhỏ hơn một chút là cái pin 23 12V. Đó thì bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 một viên nhá. Thì các bác cứ lấy mã nào, xem cái mã nào nó phù hợp với thiết bị mình đang dùng.
đấy, xem nó vừa không hay là nó dùng đúng cái chủng loại pin này không, thì các bác liên hệ bên em bán cho bác nhá. Thì đây pin 9V cũng là 10.000 luôn đấy, và cái pin 23 12V cũng là 10.000 luôn nhá. Đấy, thì hai dòng nó khác nhau nhá, một dòng là viên tròn, một dòng là viên vuông. Đó, đồng giá là cứ 10.000 một viên. Tiếp cái dòng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này, cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này. Đây hôm nay tiếp tục bên em về, đó là cái mã hàng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Con này thì công suất của nó sẽ là 6W nhá, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng thì nó điều chỉnh nhiệt độ từ 200 nhá. Đấy, 200 là tối thiểu, và tối đa là lên tới nhiệt độ là 450 độ C. Đấy, 450 độ C này. Đây. Đấy, phần thân này, tay cầm, đấy, phần đầu mỏ hàn. Cái này đầu mỏ hàn này thì nó có thể thay thế được nhá. Thì các bác muốn thay thế thì các bác xoáy trong cái đầu này ra. Đấy, và các bác rút cái đầu ra các bác thay thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng nhá. Đấy, thì một cái bộ sản phẩm mỏ hàn nó sẽ gồm có là đầu tiên là một mỏ hàn này. Tiếp theo là một cái cục nhựa thông nhá, để về các bác hàn này. Đấy, một cục nhựa thông để về các bác hàn. Và đi kèm là một cái bộ ba cái đầu hàn có nhá, ba cái đầu hàn. Đấy, ba đầu hàn. Và cuối cùng tiếp theo lại là có cả thêm nữa một cái giá đỡ này, và cuối cùng là một chút thiếc nữa. Đấy, chỗ này cũng rơi khoảng tầm 1 mét thiếc đâu các, khoảng tầm 1 mét đấy. Đấy, cũng khá là nhiều thiếc nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ này thì về là các bác mua về hoàn chỉnh là các bác mua về là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đấy, thì full combo một cái bộ mỏ hàn là bao gồm là một mỏ hàn tặng kèm là một thiếc này, một túi đầu hàn này, một cái giá đỡ này, và một túi thiếc như này. Đấy, thì full combo một cái bộ sản phẩm này thì bên em vẫn đang gửi bác mức giá rất tốt và rất ok luôn. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác một bộ này là 100.000 bộ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, công suất là 60W, sử dụng điện 220, có tặng kèm cho bác là cả thiếc, cả nhựa thông, cả đầu hàn, cả giá đỡ, đầy đủ luôn, là một bộ như này, đầy đủ các sản phẩm như này là 100.000 một bộ. Đấy, giá siêu tốt của bác luôn, là về các bác chỉ việc mua là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả các bác nhá. Còn nếu các bác muốn dùng nhiều, mua thêm thiếc, mua thêm nhựa thông thì tí nữa sẽ quay chi tiết về thiếc và nhựa thông để các bác có thể tham khảo mua thêm. Còn đi kèm là quan trọng là nó có thêm cả những cái đầu hàn này để về các bác thay thế này. Đấy, nó có những cái đầu hàn kiểu dạng hàn trượt, rồi là hàn đầu to đầu nhỏ này, đầu kim này. Đấy, rồi là có cả cái giá đỡ đi kèm rất là hay luôn. Đấy, thì một bộ này là 100.000 các bác nhá, 100.000. Đây coi nhá, đây em nhắc lại một lần nữa này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Với mức giá là 100k là các bác sở hữu cho em là đầy đủ các sản phẩm là một mỏ hàn, một cục nhựa thông, một giá đỡ, một túi đầu hàn và một cái túi thiếc nhá, là một bộ combo chọn bộ này là các bác bỏ giá giúp em là 100.000 thôi. Đấy, sở hữu một cái combo này về là các bác chỉ việc xài thôi nhá. Là rất là giá rất hợp lý mà rất là hay. Cái này thì nóng cực kỳ nhanh nhá. Cái này em bán khá là nhiều, nóng rất nhanh, mà các bác hàn linh kiện điện tử đưa rồi. Sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng cho em rất ok luôn. 100.000 một cái bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, 100k bộ. Rồi các bác mà đã có mỏ hàn các thứ rồi, nếu mà nhiều bác muốn mua thêm. Đấy, mua thêm thì bên em sẽ có bán kèm thêm. Thì đây, hiện tại thì bên em đang có bán kèm thêm cho bác rất nhiều những cái mã hàng liên quan đến về hàn mạch linh kiện điện tử này. Đấy, thì có cái cuộn thiếc này, cuộn thiếc 100g nhá, cuộn thiếc 100g, sợi của nó sẽ là 0.8mm, cuộn này là 100g nhá, 100g, nặng xịch luôn. Đấy. Cuộn này thì bên em đang gửi bác giá thì rất hạt rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cuộn đúng nhá. 30.000 một cái cuộn thiếc 100g như này. Bình thường là các bác ra quán xá hoặc là những cái chỗ khác đang bán một cuộn 100g thì ít, nó rơi khoảng tầm 70.000 cuộn. Đấy, bên em gửi bác một cái mức giá rất là hạt rẻ, dễ mua luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc 100g. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác là 30.000 một cuộn thiếc 100g nhá. 100g này thì rất là nhiều thiếc luôn, về là các bác cứ hàn tẹt bô luôn. Đấy, 30.000 một cuộn thiếc 100g nha. Tiếp theo thì sẽ có thêm cho các bác, nếu mà các bác muốn mua kèm thêm, đó là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đây. Nhựa thông thì hiện tại bên em đang có cái hộp nhựa thông dạng nhựa thông chuẩn, nhựa thông tinh khiết quá nhá, nhựa thông tinh khiết. Thì đây, đây có nhìn này, trong vắt luôn này. Đấy, nó trong vắt luôn. Đó, hàng chuẩn nhựa thông chuẩn nhá, nhựa thông xịn đấy. Đấy, thì một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Nó bên em đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá, 10k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là nhựa thông. Nếu mà các bác muốn mua thêm nhựa thông thì đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá. Đấy, 10k một hộp nhựa thông tinh khiết 100% nhựa thông xịn luôn nhá. Đó, 10k một hộp nhựa thông nha các bác nhá. Rồi qua những cái mã hàng tiếp theo này. Tiếp theo thì có luôn cho các bác đó là cái mỡ hàn nhá, mỡ hàn. Mỡ hàn này thì để làm gì? Mỡ hàn này thì để nó là một cái chất xúc tác để khi mà các bác hàn mạch, hàn linh kiện nó sẽ tạo cái độ kết dính hơn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng thiếc, dùng nhựa thông nó là một phần rồi.
Còn nếu mà các bác muốn mà cái mạch hàn của mình nó kết dính mà nó ăn chắc hơn thì các bác bổ sung thêm cho em một cái lọ mỡ hàn này nữa. Đấy. Nói chung là cái này thì nhiều bác trong cái ngành linh kiện điện tử thì các bác biết cái dòng này rồi. Đấy, nó gọi là mỡ hàn nhá. Đấy, thì một cái hũ mỡ hàn 30 gram như này. Đấy, 30 gram. Hiện tại em đang gửi bác là 15.000 một hũ nhá. 15.000 một cái hũ mỡ hàn nha. Đấy, đây. Mỡ hàn đây. Đó thì về các bác chỉ việc là xài thôi. Nó có đựng trong hũ đầy đủ hết rồi. Là gửi bác là 15k nhá. 15k một cái hũ mỡ hàn có trọng lượng là 30 gram một hũ nhá. Đấy, 30 gram một cái hũ mỡ hàn 15k. Đấy. Một hũ là trọng lượng là 30 gram nhá. Nói tóm lại thì là cái mỡ hàn này nó là một cái chất xúc tác nhá. Đấy, khi mà các bác hàn thì nó hỗ trợ các bác hàn mạch nó rất là dính nhá. Đấy, cái độ kết dính nó sẽ xúc tác thêm vào cho cái nhựa thông và cái thiếc, nó sẽ tăng cái độ kết dính lên. Đấy, tăng cái độ bám dính của cái mối hàn lên nhá, nó sẽ được chắc chắn hơn. Nói chung là cái này dùng rất hay. Cái này thì chắc không nhiều bác cũng chưa biết, nhưng mà cũng rất nhiều bác biết về cái sản phẩm mỡ hàn này. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi anh em là có cái mỡ hàn này không. Đi đây, đợt này về được cho bác một cái lô mỡ hàn rất là ok. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi đó. 15k nhá, 15k một cái hũ mỡ hàn 30 gram nhá, 15k hũ thôi, giá rất là bình dân. Mà nói chung một cái sản phẩm cho anh em thợ hàn, rồi các bác ở nhà hàn mối hàn với nhức, các bác dùng cái mỡ này các bác hỗ trợ cái mối hàn nó chắc chắn hơn, rất ok luôn. 15k một hũ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên em tiếp tục về cho bác cái mã, đó là cái cây kìm xanh, hay còn gọi là cái cây kìm để các bác về cắt chân linh kiện nhá. Đấy, cái này thì dùng trong ngành điện tử. Đấy, linh kiện điện tử các bác mua về dùng, chuyên dùng để các bác cắt chân linh kiện nhá. Đấy, rồi ngoài ra thì các bác có thể mua về để mình cắt móng tay móng chân đều được luôn, rất sắc bén nha. Con này thì các bác có thể cắt dây điện này, rồi là cắt những cái con linh kiện, chân linh kiện. Đấy, để các bác cắt, các bác thay thế rất ok luôn, giá thì bình dân thôi. Ở đây em về lô mới và cũng đang giảm giá xả kho bác luôn. Bữa trước thì cái cây kìm xanh này đang bán là 40.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có 20.000 một cây luôn nhá. 20.000 một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm xanh để các bác về cắt chân linh kiện nhá, cắt dây điện gì đó một thứ rất ok, sắc bén cực kỳ luôn. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây, giá siêu hạt rẻ đây. Các bác nhìn em cắt này, em bấm đây, đó rất sắc nhá, còn này bấm cực kỳ ngọt luôn này. Đấy, nó như kiểu bấm móng tay các bạn, như kiểu các bác bấm móng tay ấy. Đấy, các bác bấm dứt khoát này. Đấy, là ăn ngay luôn. Đấy, các bác về bấm dây điện rất ok, bấm cực kỳ ngọt nha. Đây em bấm phát nữa này, các bác nhìn này, bấm đó, thấy không, rất là sắc bén đó. Đó, thấy không, các bác mua về bấm dây điện, bấm chân linh kiện điện tử là rất là hợp lý rồi. 20.000 một cây thôi, 20.000 một cây. Lên mã anh em sẽ cái cây kìm xanh hoặc là cây kìm cắt chân linh kiện điện tử nhá, 20k một cây nha. Số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn, đó thì đây lên luôn cho bác, đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn của Kaboshi. Em báo giá luôn, cái cây kéo cắt tôn này tại anh em gửi bác giá sẽ là đi 160.000 một cây nhá, 160.000 một cây kéo cắt tôn của Kaboshi này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn, đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ này. Bây giờ cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt và nó có cái lò xo trợ lực này. Các bác bóp vào, còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn nhá. Đây. Cắt thử bác coi này. Con này cắt thì siêu ngọt luôn, coi nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá các bác nhá. Chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó cứng này, các bác còn dễ cắt nữa. Đây đây em đang cắt giấy này. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Đó, đây. Lưỡi thì siêu sắc bén. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Kaboshi nhá, 160.000 một cây. Đấy, 160.000 một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước, kìm cắt ống nước nhá. Về để về các bác thợ thuyền, anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước niếc có thứ rồi. Bình thường là các bác cứ phải dùng cưa dùng kéo thì các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây các bác bấm như này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bạn. Đấy, cắt nó rất là mịn. Đây nha, em sẽ cắt cho bác coi. Đấy, đi đây các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba via bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó bị cái ba via các bác phải đi mài miếc và làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công mất thời gian. Các bác mua này con này cắt rất là ngon ngọt dễ cắt nhá, mà
Nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình là anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về. Tức là các bác cứ cắt làm sao mà các bác cắt là cứ ống cái cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42 27 21 các thứ 34 là các bác dùng con này chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình điện dân dụng là các bác xài cho em con này là quá hợp lý rồi. Đó. 100.000 một cây nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá, kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100.000 một cây. Bộ lấy ốc gãy này, đấy, bộ lấy ốc gãy 5 mũi này cũng của Kabushi. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ốc gãy nhá. Giá của nó thì bình dân thôi. 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài cho bộ này. Đấy, về các bác có những con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi các bác không thể làm gì được, để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào đấy thì nó tạo cái cơ chế hoạt động của nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Kabushi, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi thôi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30.000 thôi, 30.000 đây. Ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này. Đấy thì các bác sẽ khoan ra một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy con này ra. Đấy thì nó theo cơ chế dân ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá. Bộ lấy gãy 5 mũi nhá, 5 mũi to nhỏ 30.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái bóng đèn 4 cánh này. Đấy, tiếp tục về cái lô bóng đèn 4 cánh rất là hay nhá, về các bác sử dụng thắp gia đình. Đấy, rồi đấy, những cái chỗ mà không gian rộng các bác lắp treo quả này rất sáng luôn ạ. Đây khi mở ra thì nó như một chiếc quạt trần đây này. Đấy, nó sẽ có 4 cánh và một cái chóa ở giữa thì nó sẽ sáng 4 cánh nhá, và một cái chóa ở giữa luôn. Nói chung là cái dòng này thì siêu sáng rồi, về cái chất sáng nó rất là sáng luôn, công suất nó sẽ là 100W nhá, và ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện 220. Đấy, đây đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, nên về các bác sử dụng những cái đuôi phổ thông nhà mình nó ok rồi. Đấy, xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi, 220V nhá, công suất là 100W nhá, rất là sáng luôn. Các bác cần những cái không gian rộng, các bác cần những cái quả bóng nó sáng, hoặc là ví dụ nhà cửa nhà mình như rộng cần một quả bóng nó sáng thì các bác mua cho em quả này về dùng rất ok. Cái này thì trước em bán rất là nhiều này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô này với mức giá thì nó siêu tốt luôn, nó chỉ có 90.000 một quả thôi. Đấy, 90.000 nhá. Dòng này sử dụng dòng chip led siêu sáng, rất tiết kiệm điện, cầm một quả bóng chắc nịch luôn. Đấy, từ cái phần thiết kế các thứ rồi. Đấy, rồi là phần bản lề thứ là thiết kế rất là chắc chắn, cầm quả bóng nặng trịch, rất nặng luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 4 cánh công suất là 100W nhá, giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá, 90.000 một quả thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 90k. Sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện. Đấy, công suất 100W nhá, cho mức ánh sáng rất sáng và rất là rộng luôn. Đấy, cái này thì trước em cũng hay xài, những quả này em lắp để em quay, như bây giờ thì em nâng cấp lên. Đấy, thì em lên cái con 8 cánh, còn những con 4 cánh này các bác xài gia đình con này thì rất là hợp lý rồi. Đấy, vừa làm đèn trang trí nó như kiểu một chiếc quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng luôn. 90.000 một quả nhá, bóng đèn 4 cánh. Em đi luôn cho bác mà hàng đó là cái đèn học chống cận này. Đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng là rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70.000 thôi, 70.000 một chiếc đèn học chống cận nhá. Đó, 70k. Mà cái con này rất hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong những trường hợp mà mất điện này nhá. Đây, mở cho bác coi hàng mới như hộp này. Đi kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này. Đó, về các bác mở nó ra. Đấy, nó có thể gấp gọn vào nhà và lúc nào dùng được các bác mở ra. Cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này. Đấy, cụp vào này. Đấy, tùy chỉnh nhá các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Đấy, cụp lên cụp xuống rất hay luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá.
Đây giờ em sẽ bật đèn bác coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi, các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút, cái biểu tượng này các bác bấm này. Đấy, nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1 2 3. 2 3. Đấy, nó sẽ có một cấp độ sáng là 2 này, 3 này. Đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính nên là khi mà các bác sử dụng, các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn LED các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay là nó bị đau mắt mà. Đấy các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó. Và cái nút này đây này, đấy, cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá. Đấy, các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các con. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy thì về các bác dắt vào sau này. Đấy, ví dụ như lúc nào mà có bút biếng thứ ta. Đây, ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em. Thế là xong, ok nhá. Đấy, vào đây đèn này. Thao tác một chạm này, rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá. Vừa đủ để các bác thoải mái tập làm việc luôn. Đấy, để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy, ngửa lên, cụp xuống, ngon này kìa nào. Rất chắc chắn, ok luôn. 70k nhá, lên mã giúp em xem cái đèn học chống cận nhá. Có tích điện, có nhá, có tích chịu điện. Dùng trong trường hợp là mất điện, mất đóm cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân, rẻ luôn mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận. Tiếp theo thì hôm nay em cũng xả kho mã này luôn. Đấy. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi hot rác nhá. Bộ chổi hot rác. Về các bác sử dụng này. Đấy, bộ chổi hot rác này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi bữa trước đang bán bác là 180.000, hôm nay về các bác mức giá rất dễ mua luôn, 120.000 một bộ thôi. Đấy, khi mà các bác mua thì sẽ gồm có là một chổi các nhá. Một chổi và cộng với lại một hot rác luôn. Đấy, các bác mua một mà được hai luôn. Đấy, mua một được hai. 120.000 một bộ này các nhá. Bộ chổi hot rác các nhá. Đó thì sẽ bao gồm là cho bác là một cái cán chổi này. Đấy, em hướng dẫn các bác lắp luôn nhá, hướng dẫn các bác lắp luôn này. Đó thì về các bác lấy xem cái đầu chổi ra. Đấy, đầu chổi dạng lông cước nhá. Các bác quẹt quét cực kỳ sạch, và những cái dạng lông cước này các bác dùng nó rất là bền, không lo nó bị hao mòn hay là nó bị rụng xiếc như những dòng chổi đót hay có thứ gì. Đấy, các bác sử dụng cắt trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ hết luôn. Đấy, rồi ví dụ như là sân sướng nhà cửa nó bị nước nôi ướt át, các bác quét thoải mái, không lo như những dòng chổi đót hay chổi thường hồi xưa. Đấy, nó là dòng chổi nhựa nên là các bác dùng cho mọi hoàn cảnh, mọi mặt trận luôn. Đấy, chiến hết luôn nhá. Đó thì về các bác cứ lắp vào cho em thôi. Đấy, nó có những cái khớp nối dạng gen xoáy này. Đấy, các bác cứ khớp vào cho em. Đấy, khớp vào là ok thôi. Nó dễ xài mà, dễ xài, dễ sử dụng lắm cậu. Đấy, về cứ khớp vào là xong. Đấy, sau khi mà khớp được hai cái thanh này rồi thì bắt đầu là các bác lại khớp cho em cái phần chổi vào này. Đấy, khớp cái phần chổi này vào. Đó, rồi. Sau khi khớp cái phần chổi vào thì các bác lại khớp cho em cái phần hot jack vào này. Đấy, các bác lấy cho em cái hot jack, các bác khớp nó vào. Dễ lắp không mà các bạn. Đấy, các bác mở trên con này ra này. Đó, sau đó các bác khớp nó vào nhá. Chỉ việc xoáy vào thôi. Cái này toàn bộ gen xoáy mà, cái này chị em cũng lắp được luôn. Dễ dàng lắp cực kỳ luôn. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác lắp cái chỗ này nhá, thì cái phần hot jack này. Đấy, cái phần hot jack thì nó sẽ có một cái đầu cài này. Thì các bác nhìn cái tay cầm ấy mà nó có cái lỗ ấy là các bác khớp vào cho em. Đấy, các bác khớp vào cho em. Đây các bác ấn nó khớp vào này. Đó, nó sẽ khớp vào nhá. Đấy, khớp vào này. Đó thì nó sẽ tạo thành cái tay cầm, cái đầu của tay cầm. Và cái còn lại thì đương nhiên là các bác lắp vào cái còn lại rồi. Đấy, cái còn lại thì sẽ lắp vào cái chổi. Thì đây cái hình chữ L này, các lắp vào cái chổi chưa? Đấy, nó là gen xoáy, các bác xoáy vào. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác lại cài nó vào nha. Cài nó vào nha chị em. Đó, có thế thôi, dễ dùng không mà. Xin lỗi các bác nhá, em mẹ vừa nhầm một chút thì đây. Cái phần thẳng này thì nó sẽ là vào cái phần chổi nhá. Đấy, vào cái phần chổi, còn cái phần mà chữ T, chữ L này, đấy, chữ L này thì nó sẽ khớp vào cái hot jack nhá, để khi mà các bác muốn gập nó vào. Đấy, muốn gập nó vào như này. Đấy, muốn cài vào nhà thì các bác để nó vào đây. Đấy, và các bác khớp nó sẽ vào ngon hơn. Đấy, chứ làm kiểu kia là nó bị ngược coi nhá. Đấy, nó sẽ khớp vào như này. Đó, nó sẽ thành một bộ nhá. Đây là coi nhìn này, em sẽ quay tổng thể cho bác luôn này. Đấy thì khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ thành một bộ là vừa chổi hot jack luôn. Và lúc nào các bác không dùng nữa thì các bác gập nó lên như này. Đấy, nó rất là gọn nhá. Mình có thể để trong những cái phần ngóc ngách nhẹ nhẹ này. Đấy, nó rất là gọn gàng, ok luôn này. Đấy, lúc nào dùng xong là
Bình thường là các bác dùng là các bác cứ phải đi lấy chổi hót rác, là cứ phải tìm mỗi chỗ vứt một cái, như đây là các bác cứ cầm đi. Đấy là nó sẽ hai cái nó lúc nào nó dính với nhau luôn, mình đỡ phải đi tìm. Lúc nào mà dùng cái mình mở nó ra. Đấy, lấy cái chổi ra. Đấy, các bác quét cho em rác vào đây. Đấy, và các bác chỉ việc là dắt nó vào đây cho, dắt vào đây. Đó, các bác dắt vào đây và các bác gập cái này lên. Đó, có thế thôi. Đấy, và các bác lại bỏ vào, gọn gàng ok luôn. Thì đây, em lại quay cho bác một lần nữa nhá. Cái này thì quay nó hơi kỹ một chút vì cái hàng nó lắp đặt nên là em quay kỹ một chút để về các bác nào không biết các bác nhìn nhá. Đó, thì đây tổng thể nó đây. Đó. Thì cái phần thẳng này nó sẽ vào cái chổi này. Đấy, còn cái phần chữ T, cái đầu cán chữ T chữ L kìa thì nó sẽ vào cái hót rác này. Đấy, thì em vừa vừa quay gập vào cho bác rồi. Đấy, và cái con chổi này là nó có thể là gập vào như này này. Đấy, nó có thể gập vào như này này để các bác khua vào những cái chỗ gầm. Đấy, khu vực chữ gầm các bác kêu rác ra nhá. Đấy, kêu kêu rác ra. Đấy. Rồi là ví dụ như là mình muốn dùng thì mình bẻ thẳng ra như này. Đấy, bẻ thẳng này để các bác quét. Đó, quét. Chổi quét sạch lắm, dùng ok lắm ạ. Đấy, bán cực kỳ nhiều mà dùng rất là hay. Đó thì đây, chọn một bộ nha. Chọn một bộ cả chổi và hót rác luôn thì giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000 thôi. Giá này đang được giảm giá rất tốt quá nhá. Đó thì là 120.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi kèm hót rác nhá. Là 120k về các bác xài sử dụng gia đình này, mình quét có cá đến lúc có cá nó có cặp có đôi với nhau luôn, nó dùng rất là tiện nhá, để đỡ phải đi tìm. Đó, rất ok, chắc chắn, tiện dụng, dễ sử dụng nhá, dùng gia đình là hợp lý cực kỳ rồi. Rồi tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái lô cũng lô sản phẩm sử dụng gia đình này. Đấy, đó là cái dòng khăn mặt Hàn Quốc này, lên mã em sẽ là cái lố khăn mặt Hàn Quốc nhá. Lố này thì bên em sẽ bán cả lố một luôn là 50.000 một lố nhá, 50.000 một lố thôi. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái khăn mặt Hàn Quốc. Một lỗ, lỗ này là 10 cái, một lỗ là 10 cái nhá, 10 cái khăn mặt, 10 khăn mặt, giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, bán một lúc là một lỗ luôn, tính ra vào có 5.000 một cái. Các bác dùng, nếu mà các bác nào mà dùng cứ bình thường ấy, là theo khuyến cáo của giới y tế thì là các bác cứ nên thay khăn mặt khoảng tầm 3 tháng một lần, đấy, cho nó đảm bảo vệ sinh. Đấy, thì các bác mua những cái dòng nhà thì về các bác thay tháo rất là chất lượng luôn, mình cứ dùng khoảng tầm 3 tháng mình thay một lần cho. Đấy, một cái túi này các bác dùng cả năm mà cứ 3 tháng một lần các bác thay thì không thể hết được. Đấy, mà có 50.000 thôi, dùng vừa sạch sẽ ok. Đấy, mình thay xong cái mình có thể bỏ đi hoặc là mình tận dụng khăn đấy mình lau bàn lau bếp cũng ok luôn. Đấy, quá tuyệt vời. Khăn này rất là to đẹp chắc chắn. Đây, lấy bác con cái luôn. Khăn to đẹp lắm. Khăn này của nó là khăn này chiều dài nó khoảng tầm 40 nhá, 40. 40 x 20 đấy. Khăn to đẹp lắm. Mà dạng này của nó dạng bông mịn này, nó không như những cái dòng bông cứng bình thường các bác xài nhà đâu. Cái dòng này các bác dùng sử dụng nó rất là sát mặt nhá, nhưng dòng này các bác rửa mặt rất êm ái ok. Đấy, nó dạng may này, may khâu không viền luôn nên các bác dùng rất là bền. Đó. Rồi, một cái bịch khăn mặt này là 10 cái nhá, 10 cái, hàng của Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là đi 50.000 một lố thôi các bác nhá, chỉ có 50.000 một lố thôi. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Về xài cả năm rồi luôn. Cứ theo đúng chỉ tiêu là cứ khoảng tầm 3 tháng mình thay cái cho nó sạch sẽ ok. Đó, vừa đỡ vi khuẩn. Cái khăn mặt này các bác để lâu nhiều vi khuẩn vi trùng lắm nên các bác cứ thường xuyên thay cho sạch sẽ nhá. 10 cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá, 50.000 thôi, giá rất là rẻ bình dân. Tiếp theo thì là cái khăn tắm này. Đấy, bắt đầu vào, đặc biệt là vào những cái mùa đông nhà này. Đấy, và những cái thời tiết tối miền Nam miền Bắc đều bắt đầu đến những cái mùa lạnh. Đấy, rất là cần. Mỗi lần mình tắm xong có cái mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo, đỡ lạnh lẽo này, thứ hai là nó khô ráo. Rồi ví dụ như làm các bác nói chung là nên có một cái nhá. Khăn tắm này thì rất to rồi, khăn tắm bên em bán cực kỳ nhiều, khăn to lắm. Đây có nhìn này. To dã man luôn. Khăn này các bác choàng người thoải mái luôn. Một cái khăn này thì kích thước của nó sẽ là 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70, hàng cũng của Hàn Quốc luôn. 1m4 x 70, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Kích thước là 1m4 nhân với 70. Giá bên em đang gửi bác giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một chiếc khăn tắm như này. 40.000 thôi nhá, 40.000. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác xài các bác sử dụng này. Đấy, tắm táp xong có cái mình lau người lau ngậm cho khô ráo ok nhá. 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Kích thước to đấy, hàng loại to nhá, hàng loại to lại dày 1m4 x 70 nhá. Hàng cũng là hàng dạng hàng bông mịn nhá. Đấy, hàng bông mịn, bông thấm hút nước tốt này, không lo bị xây xước da các thứ nhá. Ok luôn. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã thảm lau chân này. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân này thì là kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân 40 nhân với lại 60
Giá nó thì em báo luôn 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Thảm lau chân hàng loại 1 cực kỳ xịn sò, ok. Đấy, hàng loại 1 có phần dưới là cái lớp cao su này, chống trượt trượt này, phần trên thì nó cả một cái lớp bông nỉ này. Các bác xài cực kỳ thấm hút nước rất tốt luôn. Họa tiết hoa văn nhìn trẻ trung cũng đẹp, sáng sủa đấy các bác, để gia đình nhà mình rất ok luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác sử dụng các bác cứ giải cho em, giải trước cửa ra vào. Đấy, mình rũ chân rũ chiếc nó đỡ cát này rồi cho nó khô ráo, ok luôn nhá. Đấy, hàng này chống trơn trượt nên yên tâm dùng thích cực kỳ. Đấy, mặt kính mặt đá hoa các bác giải cho em, không lo trơn trượt nhá, sạch sẽ ok luôn. Vào nhìn cái căn nhà nhìn nó sang trọng, nhìn nó lịch sự nhá, chỉ có 40.000 một cái thôi, giá rất là rẻ bình dân. Đấy, về xài sử dụng cho em. Đây, hàng loại một có nhìn này. Đấy, rất là dày xịn, ok nhá, 40.000 một cái. Cứ lên mã em sẽ là cái thảm lau chân nhá, kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá, giá hạt rẻ bình dân. Hãy thay những cái dòng thảm truyền thống đi. Con này các bác nếu mà nó bẩn các bác mua lôi ra các bác xịt qua nhà lượt cái sạch bong luôn. Đấy, nó hút nước tốt, nhưng thấm hút nước tốt, nhưng mà khi mà các bác xịt rửa rất là dễ dàng vệ sinh nhá. Đó, 40.000 một cái. Gửi bác giá một cái hộp rong cao su 200 cái như này, giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp rong cao su. Đấy, rong cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm các bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giò này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy, cần rất cần những cái giòng này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòng này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòng thường. Đây giòng có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòng cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòng này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay, vì rất là hot, cái mã này cực kỳ hot luôn. Đấy thì em các bác nào chưa mua được thì chốt đơn, nhanh tay vào việc đặt luôn giúp em nhé. Đấy, số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên video, các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại em đang để trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em, khi mà các bác mua hàng thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá, 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship, miễn phí vận chuyển cho bác luôn, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Đó, hộp giòng cao su 200 chi tiết 40.000 một hộp thôi, giá rất hạt rẻ phải chăng mà dùng cực kỳ ok. Hàng số lượng có hạn nhá, đấy nên các bác nhanh tay chốt nhanh, gọi điện chốt đơn luôn giúp em coi nhá. Rồi lên nhanh bác, một số mặt hàng cũng bữa trước đang hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về. Đó là cái kính lúp có đèn báo này thì hôm nay hàng nó cũng lại về tiếp tục luôn này. Đấy, và hàng nó cũng về cùng với cái lô này luôn. Thì em quay luôn bác luôn. Đó thì em cũng cái này em quay nhanh thôi. Đấy, giá của nó thì bên em vẫn giữ cho bác cái giá tốt nhất là 50.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Đấy, sản phẩm này là có đèn trợ sáng. Size của nó sẽ là 45x22mm này, 3x75mm các bác nhá. Đó. Kính lúp có đèn trợ sáng, giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Cái này thì quay nhiều thôi, không quay nhanh quay lướt bác thôi. Đây, nó sẽ có một kính to, một kính nhỏ này. Ngoài ra thì đây là cái nút bấm để các bác bật đèn. Về thì các bác muốn sáng đèn thì các bác lắp pin vào giúp em nhá. Đấy, các bác mở cái nắp này ra, lắp cho em 3 viên pin vào là các bác xài thôi. Đấy, lắp 3 viên pin vào là các bác xài. Hàng bên em bán thì chỉ nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Thì về các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Bên em không bán kèm pin. Giá trên là chỉ có bao gồm nguyên kính không, không kèm pin nhá. Nhắc lại với các bác một lần nữa là không có kèm pin, chỉ có nguyên kính thôi là 50.000. Đấy, kính lúp có đèn trợ sáng nhá, 50.000 một chiếc. Đó, quay nhanh. Rồi, qua luôn cái mã tiếp theo. Đấy, cũng là cái mã đang bán cũng hết hàng này. Đấy thì đó là cái ổ điện hẹn giờ. Đấy, em báo giá luôn. Cái ổ này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50.000 một chiếc, cũng bình ổn giá bác luôn. 50.000 cho một chiếc ổ điện hẹn giờ này. Nó rất là thông minh nhá. Con này nó chịu tải được lên đến là 500W các nhá. Đấy, chịu tải lên đến giúp em là 500W. Và các bác về sử dụng thì các bác chỉ việc là cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong nguồn 220 này. Cái phần còn lại các bác muốn hẹn giờ cái thiết bị gì thì các bác cắm vào cái thiết bị đấy và các bác bấm cho nút hẹn giờ. Nó hẹn giờ sẽ là 4 tiếng, 8 tiếng và 12 tiếng nhá, ba chức năng.
Đó thì giá mình em đang gửi bác là 50.000. Đấy, về các bác chỉ việc cắm vào. Đấy, cắm vào đây là các bác xài thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá. 50.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ được 12 tiếng này, 8 tiếng, 4 tiếng này. Đó, một chiếc ổ điện rất thông minh. Các bác ví dụ như các bác sạc điện bình ắc quy này, rồi là các bác sạc nọ sạc kia, rồi là những cái thiết bị bóng đèn chiếu sáng, rồi những cái thiết bị các bác chỉ cho nó chạy trong vòng bằng đấy tiếng thôi, thì các bác cứ bấm sử dụng cho em là xong. Đó, 12 tiếng, 8 tiếng, 4 tiếng này. 50.000 một cái nhá. Đấy, chịu được tải công suất là 500W nhá. Hàng xịn, hạng loại 1 nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, cái này em bán rất là nhiều. Đấy, và hàng cũng số lượng ít thôi, không nhiều. Đấy, những cái mã hàng này em quay nhanh bác thôi. Vì bây giờ cũng quay nhiều rồi thì em quay lướt luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì lại tiếp tục về cái mã đó là cái vỉ pin Sony, cũng rất nhiều bác hỏi này, nhưng đang bán hết hàng. Hôm nay hàng cũng lại tiếp tục về luôn. Đó, cái mã vỉ pin Sony, mã của nó CR2032, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái vỉ pin Sony 3V nhá. Đấy, vỉ pin Sony 3V, hàng rất chất lượng luôn nhá, đó nhá. Đấy, made in Japan đây này. Đấy, Osaka, Japan, rất chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Sony nhá. Cái pin này rất là cần, các bác ví dụ như là lắp vào cho chìa khóa này, đặc biệt là những cái chìa khóa xe máy bây giờ remote các thứ nó hay dùng pin này. Rồi những cái thiết bị thứ giờ nó rất hay dùng cái pin CR2032 này. Đấy, là rất nhiều thiết bị nó dùng pin này, nên là các bác mua về lắp thay thế rất ok. Đấy, vì pin Sony nhá, CR2032, công suất 3V. Đấy, hàng của Sony rất xịn sò, ok. Một vỉ đây bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 20k các bác nhá. Lên mã em sẽ là vỉ pin Sony. Một vỉ này sẽ gồm có 5 viên, 2 4 5 viên nhá. Đấy, 5 viên này với mức giá chỉ có 20.000 thôi. Giá rất hạt rẻ và bình dân cho bác luôn. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Bên em bán là một lúc là một vỉ 5 viên luôn, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên. Đấy, mua giúp em là mua cùng một lúc là một vỉ đây luôn là 20.000, vì giá nó rẻ lắm rồi. Bán cho bác là bán cả vỉ luôn, về các bác xài dần. Đấy, để nó có hỏng hóc cho nó hỏng hóc gì đâu mà, nên các bác cứ mua về. Đấy, mình cứ bảo quản nơi khô ráo thoáng mát là thoải mái rồi, không vấn đề gì đâu nhá. 20.000 một vỉ pin Sony này, 5 viên luôn. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân và rất là cần các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây cũng là một cái mã hàng cũng rất là hot bên em và bán cực kỳ chạy, đó là cái mã cổ dê nhá. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cổ dê. Nhưng mà cái đợt này thì em nói luôn là hàng đợt này bên em cái mã cổ dê nó về là nó không có hộp nhựa. Đấy, trước em bán là một cái hộp cổ dê 26 chi tiết ấy thì là 40.000, nhưng mà đợt này nó không có hộp ạ, nó không hộp, nó chỉ có cổ dê không thôi. Đấy, thì các bác mua tạm giúp em nhá. Thực ra thì nó không chả cần đi hộp đâu. Đấy. Mình mua về mình cứ để vào thì lúc nào mình dùng nào mình lấy cái đấy mà. Đấy, nó cũng tiện không mà. Hộp thì nói chung là nó cũng hình thức thôi, chứ còn quan trọng là cái chất lượng của sản phẩm này. Hàng bên em cũng là hàng loại 1 luôn, các bác nhìn này. Đấy, hàng rất dày. Đấy, nó không những dòng mà các bác mua thị trường. Hàng rất mỏng manh. Đấy, hàng rất mỏng manh như bên em này, các bác nhìn này. Đấy, cái thứ thép nó rất là dày luôn. Đấy, hàng dày, hàng loại 1 nhá. Đấy. Và bên em sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng này thì bán theo cân ký. Thì bên em cũng có trộn chạo to nhỏ lẫn lộn cho bác luôn. Đấy, thì sẽ bán theo hình thức là nửa ký một nhá. Đấy, nửa ký một là 40.000. Đây em sẽ cân cho bác nửa ký một đây này. Cân cho bác nửa ký nhá. Đó, đây. Nửa ký cũng nhiều phết đấy các bạn. Đó, đây ví dụ như chỗ này là nửa ký này. Nửa ký là cũng thoải mái cho bác xài. Đây em đếm cho bác luôn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 con. Đấy, một nửa ký là 30 con luôn. Trước là các bác mua là một cái hộp đấy là 40.000, là nó chỉ có 26 cái thôi. Cũng to nhỏ lẫn lộn luôn. Đấy, nhưng mà nó lại có cái được cái hộp, nhưng mà cái này là nó bớt được cái hộp đi, nhưng mà nó lại được nhiều lên. Đấy, bớt được cái hộp đi nên là được nhiều lên nhá. Thì là nửa ký này thì là 40.000. Đấy, thì là được khoảng tầm cứ áng khoảng tầm trên dưới 30 con nhá. Thì bên em cứ theo tính theo cân thôi, chứ không tính theo cái nhá. Cái thì em đếm mẫu nó thôi, chứ còn nó cứ rơi khoảng tầm 30 cái nhá. Đấy, rơi khoảng tầm 30 cái nó cũng là khoảng thoải mái nhiều rồi, và cái mức giá thì cũng rất là tốt rồi. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cổ dê. Đấy, cổ dê hàng cân ký nhá. Đấy, cổ dê hàng cân ký này, hàng cân ký. Giá thì sẽ là 0,5 kg. Đấy, tức là nửa cân nhá, nửa ký đấy, nửa ký.
giá của nó sẽ là 40.000. Thì các bác nào muốn lấy thì bên em lấy nhiều thì bên em cứ tính tiền lên thôi. Đấy, 1 ký thì là 80.000, còn cứ bán bắt đầu cho bác là từ nửa ký một nhá, không mua lẻ một lạng, hai lạng đâu nhá. Đấy, bán là bán một lúc là nửa ký luôn là 40.000 luôn nhá. Đó, cổ dê cân ký. Hàng thì bên em cứ trộn chạo lẫn lộn bác luôn, to nhỏ các cỡ có đủ cả cho bác về xài luôn nhá. Hàng là hàng loại một, hàng loại dày chứ các bác nhá, chứ không phải hàng loại mỏng đâu các nhìn này. Đấy, hàng loại dày luôn, hàng loại mỏng đâu. Đó. 40.000 các bác nhá, 40.000 một cái một nửa ký cổ dê nha. Ở Singapore. Đấy, em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió của Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao là dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá. 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào.
lọ keo 2 thành phần nhá. Lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần. Đấy, keo 2 thành phần này. 40k một cái típ keo 2 thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn ác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹo nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá, về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi, một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này, bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này, bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt, quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá,
Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. À, hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng ở giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50 ngàn một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50 ngàn một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50 ngàn một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50 ngàn một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ có pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50 ngàn. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, có thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên. Không dùng thì các bác tắt đi. Rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50 ngàn nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi là 50 ngàn cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to, một kính nhỏ luôn. Là 50k một chiếc nhá. Kính cho bác mang rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây. Bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác cầm nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá, hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại bên em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nha các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này.
Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy, là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi đấy, thì về các bác đấu xem cái này vào này. Đấy, đấu nó vào, sau đó các bác lắp vào này, đấy các bác có thể gập vào đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó ấy các bác nhá. Đây của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ đấy ngạn. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này, đấy, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. À, em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm các bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ cho em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn các bác nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Do cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Đấy, các bác...